tỉnh Bình Định cam kết ngày 30 tháng 4 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 9, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Đáng chú ý, theo tiết lộ của chủ đầu tư, hiện công ty này đã chuyển tiền đầy đủ theo các phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho huyện Tây Sơn và thị xã An Nhơn. Cụ thể, tại thị xã An Nhơn, số hộ chưa nhận tiền đền bù hỗ trợ là trên 200 hộ. Đến ngày 19 tháng 5, tổng số còn khoảng 100 hộ. Việc giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, người dân vẫn chưa chịu nhận đền bù. Lý do cơ bản nhất mà người dân đưa ra là chưa công bằng. Mới đây, Ban Giải phóng mặt bằng thị xã An Nhơn cho biết, lãnh đạo thị xã cùng với nhiều cơ quan chức năng đã có rất nhiều cuộc họp, đồng thời giải thích cặn kẽ những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhưng người dân vẫn không chịu nhận tiền đền bù, cản trở việc thi công. Trước tình hình này, nhiều trường hợp nếu người dân vẫn không chấp nhận, phương án cuối cùng buộc cưỡng chế để nhà thầu thi công. Việc chậm tiến độ còn ảnh hưởng đến kinh phí phát sinh của nhà thầu vì liên quan đến vấn đề nhân lực, nợ ngân hàng. Quan trọng hơn là việc mùa mưa đang đến gần, mưa sẽ khó đảm bảo cho tiến độ thảm bê tông nhựa mặt đường và chất lượng của công trình.